Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đã tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Bài học trang chứa tình người của thầy giáo. Hôm đó, Nhung, cô sinh viên năm cuối của một trường đại học có buổi thi vấn đáp tiếng Anh. Nhung bị đánh trượt dù vẫn hoàn thành rất tốt bài thi của mình. Nhưng cũng nhờ đó mà cô ngộ ra được rất nhiều bài học ý nghĩa trong đời. Nguyễn Hồng Nhung vào phòng thi. Em chào thầy ạ. Chào em. Em bốc thăm chủ đề đi. Em hãy nói vài nét về người thân trong gia đình. Dạ, với chủ đề này em xin được nói về mẹ em, một người mà em luôn yêu thương và kính trọng. Dạ, em đã trình bày xong bài thi của mình ạ. Mẹ em sinh năm bao nhiêu? Dạ, mẹ em sinh năm 1973 ạ. Ngày tháng năm sinh của mẹ em là bao nhiêu? Em không nhớ hay em không biết? Dạ, em chưa bao giờ biết ngày sinh nhật của mẹ. Thế mỗi năm sinh nhật của em, mẹ em có tổ chức sinh nhật cho cô con gái của mình không? Dạ có, thưa thầy. Năm nào mẹ em cũng làm một bữa cơm gia đình ấm áp để tổ chức sinh nhật cho em. Lần này em rớt. Chúng ta hẹn gặp lại nhau sau một tháng nữa nha. Em chào thầy. Sau một tháng, Nhung gặp lại thầy. Lần này cô bóc được chủ đề nói về thú cưng mà mình yêu thích nhất. Cô vẫn hoàn thành xuất sắc bài nói. Ngày tháng năm sinh của mẹ em là bao nhiêu? Dạ, ngày 15 tháng 7 năm 1973 là ngày mai, thưa thầy. Cảm ơn thầy đã cho em rớt bài nói lần thứ nhất để em có thể nhận thấy những sai sót của mình. Em chưa từng biết ngày sinh nhật của mẹ. Em cũng nhận ra rằng chưa bao giờ mẹ nhận được lời chúc sinh nhật từ cô con gái của mình. Em chỉ biết ích kỷ nhận lấy sự quan tâm của mẹ mà quên rằng mình chưa bao giờ hỏi hôm nay mẹ đi làm về có mệt không. Em không biết mẹ mình thích gì. Em không biết rằng mẹ làm việc vất vả ngày này qua ngày khác mà không có một phút nghỉ ngơi. Em cũng chưa bao giờ hỏi là đêm nay mẹ có ngủ ngon giấc không. Thưa thầy, là cô con gái duy nhất của mẹ, là người bạn tâm sự thân thiết nhất của mẹ, mà em chưa bao giờ biết làm những điều đó. Cuối cùng, cô sinh viên cũng đã vượt qua được buổi thi vấn đáp của mình. Bước ra phòng thi, khóe mắt cô vẫn ngấn đầy lệ. Cô khóc không phải vì buồn mà vì đã học được quá nhiều bài học quý giá trong đời. Em sẽ ra bến xe, về quê ngay bây giờ thầy ạ. Ngày mai sẽ là ngày hạnh phúc nhất của em từ trước tới nay. Em cảm ơn thầy. Đừng chỉ biết nhận sự quan tâm từ mọi người. Hãy dành nhiều thời gian hơn cho họ, đặc biệt là những người thân trong gia đình. Rất nhiều khi bạn vẫn quên nói lời yêu thương với cha mẹ mình, với những người luôn dành cho bạn tình yêu vô điều kiện. Hãy thay đổi để cuộc sống của chúng ta trở nên ý nghĩa, hạnh phúc và ấm áp hơn.